Xin chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một vài những cái điều hay ho của những cái con bếp mà nội địa ở Nhật nó mà em trải nghiệm, mà nó khác với cả những cái con bếp mà chúng ta hay thường gặp ấy. Ví dụ như là em đang ngày mai em sẽ lấy con bếp kangaroo ra em quay cho các bác, nó có sự khác biệt nhá. Đây là cái mức thấp nhất, cái sự khác biệt đầu tiên. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác hai cái sự khác biệt. Một là cái sự khác biệt giữa cái chế độ đun ở cái ngưỡng thấp nhất này với cả cái con bếp bình thường, nó khác biệt nhau như thế nào. Hai ấy là cái chế độ rán của cái con này là nó có, còn cái con bếp bình thường mình mua nó có thể là không. Nhưng mà đấy đấy cũng là một cái sự khác biệt. Thì đầu tiên cái sự khác biệt này là em thấy nó khá là thú vị. Đó là khi mà các bác đun ở giữ ấm ở một cái chế độ là nước khoảng 80 độ C. Đây, con này em đang bật ở chế độ nước khoảng 80 độ C. Nó không hề nó sủi lên như là cái con bếp kangaroo. Con bếp kangaroo khi mà để ở cái chế độ này thì nó sẽ sùi lên một tí xong nó lại tắt, xong lại một lúc xong lại sùi lên một tí xong lại tắt, đúng không ạ? Thì lúc đấy có nghĩa là nhiệt độ nó đã sôi lên, có nghĩa là là 100 độ C rồi, vậy nó không thể giữ được cái nhiệt độ thấp như thế này. Hiện tại con này nó đang giữ rất là chuẩn luôn, không có một tí giọt sôi nào, nó vẫn đang chạy ở ngưỡng này. Thì đây là cái chế độ mà để hâm sữa đấy, rất là tốt các bác nhá. Thì đây là một cái nguyên lý khá là hay mà bếp bình thường không có được đấy. Thì đây đấy là cái chế độ mà theo em nó rất là hay, và nó kiểu như thế nào nhỉ, nó không làm hỏng cái thức ăn đấy. Nhưng mà thức ăn mà chúng ta mà lên nhiệt độ, muốn bình ổn ở cái nhiệt độ thấp thì nó lại lên ở nhiệt độ cao xong lại nghỉ tắt đi, xong lại lên nhiệt độ thấp xong lại tăng lên nhiệt độ cao xong lại lên nhiệt độ thấp để nó lấy giá trị trung bình là nhiệt độ là như thế. Thì nó sẽ không được bằng là cái con này nó luôn luôn bình ổn ở một cái giá trị nhiệt độ đấy. Thì đấy là một cái tính năng khá là hay mà em cho rằng là nó rất là hữu ích trong, và nó giữ được cái vitamin trong cái thực phẩm rất là tốt. Dụ như là trên 100 độ mà vitamin nó bị phân hủy rồi, đúng không? À, 100 độ là vitamin nó phân hủy rồi. Bây giờ mình chỉ cần dùng đến 80 độ thôi. Thì như vậy thì cái con bếp bình thường không làm được. Đấy là một cái sự khác biệt khá là thú vị mà nhiều nhiều bếp không làm được. Đấy, thì chúng ta thì mua bếp chúng ta thường hay không để ý những cái chi tiết nhỏ nhặt như thế, nhưng mà trong việc là nấu ăn, bếp núc các thứ thì nó lại là rất là cần nha các bác nhé. Đấy thì khá là hay, bởi vì làm đôi khi là chúng ta nấu ăn chúng ta không để ý đến là cứ nóng lên chín là xong, thế nhưng mà không phải các bác ạ, nó đều có các cái chế độ nấu mà chúng ta không để ý, ví dụ như là những cái chất mà nó nhiều vitamin ấy mà chúng ta lại đưa nhiệt độ cao vào ấy, thì đôi khi là vitamin nó bay hơi hết hoặc nó phân hủy nó thành các cái chất khác mà có thể là gây hại cho sức khỏe của chúng ta mà chúng ta không biết. Tất nhiên là nó sẽ không kiểu như là phản ứng ngay, chúng ta cũng không thể nào biết được luôn như là nôn nọe hay là gì, đúng không ạ? Nhưng mà hàng ngày chúng ta tích tụ lại thì nó cũng là một cái vấn đề đấy các bác ạ. Đấy, cơ chế con này là inverter nhá, thì nó mới có cái kiểu như này đấy, chứ bếp bình thường thì nó chỉ đóng ngắt cái phần phát xung thôi, thế nên là nó sẽ không có cái tính năng như thế này, các bác thấy không, nó có sự khác biệt đấy, nó có sự khác biệt luôn, đúng không ạ? Tăng lên này đấy, tăng lên phát thì nó sẽ dần dần nó sôi lên luôn, các bác thấy không? Con này như vậy thôi, công suất của nó có khoảng 1.400 hai bếp mà nó cũng khá là khỏe. Đấy, nên là
để mà dùng được cái con đấy. Bắt đầu nó tăng lên này, nó sôi rất là đều nha các anh nhá. Đấy thì đấy là một cái sự khác biệt đầu tiên mà em muốn chia sẻ với các bác. Còn có một cái sự khác biệt thứ hai, đó là cái chế độ rán. Chế độ rán của con này rất là hay. Đây em tắt ra, chuyển sang chế độ rán. Đây là chế độ đun nấu, còn đây là chế độ rán. Chế độ rán nó có đặt được nhiệt độ rán. Đấy, nó có từ 150 độ cho đến 200 độ. Thì cái chế độ này khá là hay, nó sẽ không làm vàng cái mỡ, làm cháy cái mỡ, mà nó ổn định ở cái nhiệt độ như vậy. Thì chỉ có những cái con bếp mà nó có cái inverter như vậy thì nó mới có ổn định được cái nhiệt độ như vậy nhá. Còn những cái con bếp mà như lúc trước em nói đấy, tức là ví dụ như con bếp Kangaroo mà em đang trải nghiệm thì nó không có cái tính năng như vậy. Nó không có tính năng như vậy thì nó rán thì nó hay bị vàng mỡ. Nó hay bị vàng mỡ. À, nó bị cháy mỡ đấy. Chứ còn con này rán thì lúc nào nó cũng ổn định được cái nhiệt độ như vậy thì nó sẽ không bị cháy mỡ các bác nhé. Đấy, lúc nào nó ổn định như vậy luôn, rất là hay, rất hay các bạn. Thì à, đấy đấy là hai cái điều mà em chia sẻ với các bác, mà khi mà mình đi chọn mua cái bếp ấy thì mình nên để ý những cái tính năng như vậy. Vì cái bếp mua về để nấu ăn, mà nấu ăn mà bị mà không đáp ứng được cái tính năng đun nấu là cái đầu tiên, cái thứ hai tiết kiệm điện mà không đáp ứng được thì coi như là thất bại, đúng không ạ? Nó đắt rẻ cũng không, ví dụ như là như cái con bếp này tính ra nó chỉ cũng không đắt hơn cái con siêu thị là mấy đâu, à thậm chí nó còn rẻ hơn, đúng không ạ? Đấy thì mà nó có tính năng như vậy rồi thì em nghĩ là đấy, các bác thấy không, nó sôi rất là đều, nó không làm cháy mỡ, nó không tăng nhiệt độ lên hết cỡ xong nó lại nghỉ, tăng nhiệt độ hết cỡ xong nghỉ thì nó sẽ dẫn đến là cháy mỡ đấy. Thì các bác xem đấy. Còn đây là em hướng dẫn cho sử dụng cho các bác luôn, nếu mà các bác có cái con máy, con bếp của Isoyama này thì các bác có thể sử dụng, cũng rất dễ sử dụng thôi. Đây là nút bật tắt rán, còn đây là nút bật tắt nấu, đây là số tăng giảm, còn đây là hẹn giờ. Nó cũng chả có cái nhiều cái tính năng đâu. Đấy, để tắt đi. Đấy. Còn ở phía bên góc này nó có một cái nút tắt nguồn. Đấy. Bấm giữ thì nó mở nguồn. Đấy, bên này cũng thế. Bên này thì nó không có cái tính năng rán, bếp nhỏ. Còn bếp to nó có cái tính năng rán. Thế thôi. Đấy là cái nguyên lý của nó. Đấy. Đấy, vậy thì là các bác mà có con bếp này thì các bác có thể tham khảo cái cách sử dụng, cũng như là khi mà các bác đi mua bếp đi thì các bác cũng có thể tham khảo cái ý kiến của em xem là có giúp được các bác cái gì hay không các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Nếu mà các bác thấy hay hữu ích thì vào kênh của em ấy, có nhiều video mà các bác thấy hay hữu ích thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nhá. Rồi, xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.